Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Pèo. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với chuyên mục sinh tồn trên đầu trong Mindua các bạn ơi. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày mùng 3 tháng 2 đúng không nào? Theo như thường lệ là các bạn sẽ phải đi học đúng không? Nhưng mà rất tiếc là mình nhớ không nhầm là học sinh Hà Nội này, học sinh thành phố Hồ Chí Minh này, đấy hoặc là các sinh viên nữa, kể cả sinh viên Hà Nội và một số trường nữa, đấy thì đều được nghỉ cả tuần luôn các bạn, đấy. Theo thông tin mới nhất thì học sinh sinh viên ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được nghỉ thêm một tuần, tức là nghỉ đến hết tuần này các bạn ạ. Bạn nào mà được nghỉ thì có thể để lại bộ phim 1, còn bạn nào không được nghỉ thì rất tiếc thì có thể để lại bộ phim 2 các bạn nhá. Ok, thì chắc là không luân thuyên nhiều nữa, trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ video cho bạn bè và đừng quên nhấn đăng ký và chưa đăng ký ủng hộ Mèo Pèo các bạn nhá. Rồi, để con xem mà đọc qua một vài thông tin map xem như nào. Chào mừng mấy bạn đã đến map của mình. Mình tên là Ufka, ok. ID map là 24234453 các bạn nhá. Rồi, nếu anh Mèo Pèo có chơi map này thì cho em xin 5 team và đề cử, em cảm ơn anh nhiều, biết thế đã rồi. Chúc mọi người chơi vui vẻ, bắt đầu team, ok. Thì đây là con map có tên là sinh tồn trên đầu Naruto, các bạn nhìn có vẻ khá là bắt mắt luôn. Hình Naruto khá là được chứ, build khá là đẹp các bạn ạ. Để coi xem nào. Ở đây thì có cây này, ở dưới cục tay chúng ta, ở đây có cây nữa này. Rồi thì mình đào thử xem, mình sẽ đổi qua nhân vật Nini các bạn ạ. Đổi qua nhân vật Nini coi xem như nào. Đó, đập thử. Đây. Đấy, thì nếu mình nhớ không nhầm thì theo như kinh nghiệm mình chơi sinh tồn trên đầu lâu năm đấy, chính xác là được mấy chục số rồi, thì ở dưới cây luôn luôn có đồ. Đấy, cũng may là bạn chủ map cũng làm theo format như mọi khi, không có thêm gì mới. Đó, chứ không đi tìm mệt lắm cả nè. Rồi, uầy, khiếp, chủ map còn cho cả nước ở đi xuống cho dễ nữa, eo ơi, khiếp có tâm thế. Mặc dù là mình có thể xài xin đi mà thôi, ok luôn. Mình thấy có đá dịch chuyển với cả cái gì nhỉ, cái khung cổng lòng đất kìa. Nhưng mà hiện tại làm gì có khoan đâu, phải có khoan cơ. Phải có khoan mới lấy được cơ các bạn ơi. Ồ, cái chỗ này bơi lên đúng không, bơi lên đúng không? Nó thôi, ok, rồi, rồi. Hôm nay thì mình sẽ không xài xin đi nhá, được rồi. Được, một lần chơi sinh tồn không dùng xin đi các bạn. Bạn nào mà biết ý, thì bình thường là mình xài sinh tồn, mình toàn dùng xin đi rồi đấy, mình để một phát xuống luôn. Mà mình bám tường lên rất là nhanh các bạn ạ. Nhưng mà hôm nay thử thách bản thân, không xài xin đi, coi như tôi chết rồi. Ủa? Không xài xin đi sao lên? Ok, hôm sau mình sẽ đặt block lên, mình sẽ đặt block lên các bạn ạ, không xài xin đi luôn, hứa với anh em không xài xin đi luôn các bạn ạ. Hôm nay chơi sinh tồn không xài nhá. Ô đủ, ô thiếu một cái rồi, vậy là mình phải tự kiếm kim cương. À, phải tự kiếm kim cương các bạn ạ, mệt nhá. Rồi phải tự chế khoan kim cương để đào nốt cái kia cũng được đấy, được, chủ map cũng cho mình vất vả tí chút chứ không thì lại nhàn quá các bạn ạ. Được, mình đánh giá cao chủ map đấy. Ok. Để mình đi đào lên trên nào. Rồi. Lên. Đào. Ui, từ lại bị rơi rồi. Chết, từ lại bị rơi. Cái tay thế nào đấy. Lần nào cũng thấy các bạn như này. Nó sẽ rơi tận đâu, nó văng ở đâu các bạn. Nó rất cay cực kỳ luôn. Nó bị văng ra xa các bạn ơi. Lần nào chơi cũng thế. Đấy, nó rơi đâu rồi. Đây, may quá nó không rơi ở dưới. Ở đây. Nó rơi bên này các bạn ạ. Mấy lần mình đào cơ, mình đập gỗ ấy, nó rơi tận xuống dưới cơ, khó chịu lắm, bị vướng lá các bạn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái bàn chế tạo để chế cái cuốc, cái combo dìu cuốc xẻng. Đó, combo thần thánh dìu cuốc xẻng. Ok, dìu này, cuốc này, ok, thiếu cái xẻng nữa thôi. Chết, nhầm. Mình sẽ chế cái xẻng nữa. Rồi, ok, về đủ rồi, đủ bộ ba thần thánh combo dìu cuốc xẻng, không thể thiếu. Bây giờ mình sẽ đi lấy cái này đã. Tập cái này đã, đào đá thôi. Mình có thể đào, ui nhà tù ấy. Có nhà tù con này. Ui dồi ôi, bình tĩnh anh gì em không có đồ đâu. từ. Mình lấy quả sao các bạn, lấy quả sao, cái nhẹ chưa chưa, không có đồ mà chơi mấy thằng này đâu. Không chơi được đâu các bạn ơi, bình tĩnh. Có anh khiếp, bán toàn đồ gì khiếp thật, đồ cuối bắp này và vẫn biến điêu khắc chơi này, bán đồ linh tai anh tinh, bán đồ linh tai anh tinh, khiếp toàn mấy đồ cuối bắp bạn. Bây giờ sao vào nè, bây giờ mình sẽ liều mạng đi vào, từ có quả sao rồi, chạy vào luôn, liều mạng luôn, mở đồ, ok luôn rồi. Ây, thôi bye bye các bạn nha, bye bye, ok không sao, chết cũng được. Chết thì mình hồi sinh lên đây. Chẳng cần quà sao đâu các bạn ạ, bởi cái map này hồi sinh mất đồ đâu, mình biết mà. Thế mình dự đoán là thế. Mình dự đoán, ôi chết, con này kinh ấy nhở. Nó, ấy, có cuốc vàng con này, ngon. Ok,
kiếp nó đứng lên bắn lên trên được hả? Kinh thế. Ủa sao bắn lên trên được vậy? Xin ui kinh vậy, kinh vậy, kinh vậy, kinh vậy, kinh vậy mày. Ui vào đi, vào nhanh, vào nhanh. Ê rồi trong này còn đồ, cho ra hết đồ phải. Ơ còn có mấy còn đồ nữa, thử kiểm tra xem trong này còn đồ không. Chắc là hết rồi. Ok ok, bây giờ đi kiếm đồ, gọi đi kiếm kim cương thôi. Đó bây giờ đào, mình sẽ đào xuyên qua bên kia luôn. Mình đào xuyên qua bên kia luôn các bạn ạ. Cuốc vàng để sau đi, thực ra mình dùng cuốc vàng cũng được. Để mình sẽ thử phụ mai cuốc vàng nhỉ, không biết có ra gì không, thử em nào. Hey. Bền ờ cũng được, được bền cũng được các bạn ạ. Mình sẽ lấy thêm quả sao nữa, mình sẽ phụ mang nốt ở kia để coi xem có gì ngon không. Ờ rồi mình sẽ phụ ma cái cuốc sắt cũng bền luôn. Ok cả hai đều bền các bạn ạ. Rồi bền thì cũng được thôi, mình thì mình còn muốn có tốc độ cơ, mình muốn có tốc độ cơ thì đào nhanh hơn một chút được không sao. Cuốc vàng đào quá nhanh rồi các bạn ạ. Đó đào khá là ok. Mình sẽ kiếm đất nữa, kiếm thêm ít đất nhở, kiếm thêm đất để làm cái lò nung. Ok rồi bây giờ mình sẽ đào xuyên qua bên kia luôn, đào thẳng qua bên kia luôn các bạn ạ. Ố cái này là cần, cái này là cần khoan cơ. Đây đây là kim cương đây, chỗ này mình nghĩ đủ kim cương này, thừa luôn các bạn ạ. Cái này là thừa kim cương luôn đấy chứ. Đó mình cần thêm đá điện đúng không, đang thiếu đá điện. Ờ chúng ta chưa có đá điện các bạn ạ. Ủa mà không có đá điện thì chế khoan kiểu gì? Alo. Ơ hình như không biết là chủ map có cho đá điện không ấy nhở, chắc là phải có đá điện chứ đúng không, chứ không có đá điện thì ủa chưa thấy có đá điện. Các bạn để qua bên kia xem nào, để thử qua bên đường nào nhở. Đây đường này đúng không, không biết bên này có đá điện không. À đây, đây có may quá, có các bạn ạ, có điện rồi, rồi có đá điện là tốt rồi. Ok luôn rồi, mình nghĩ là đủ chế khoan rồi các bạn ạ, đủ chế khoan đấy. Mình sẽ lấy thêm ít vàng ít sắt đi. Ở đây mình thấy có mỏ vàng không, mình thấy bên này có mỏ vàng này, mình như bên này có mỏ vàng hay sao không biết đúng không nữa. Bên nào nhỉ? Lúc nãy mình thấy cái mỏ vàng ở chỗ nào nhỉ, quên xứa rồi. Ủa đây có sắt này, đào nốt sắt đi. Đây có sắt đây này, ủa nhiều sắt phết nhỉ, nhiều sắt phết. Ô ngon. Đây, đá điện các thứ này. Ơ mình thấy lúc nãy mình thấy vàng ở chỗ nào ta? À như vào bên kia, bên kia. Đây đây bên này, bên này. Đó lên lấy vàng các bạn ạ. Hãy không xài xin đi thì hơi khó di chuyển. Các bạn ơi, các thông cảm, không mình hiện tại mình không xài xin đi đấy, thử thách bản thân sinh tồn không dùng xin đi. Đó ok rồi, cũng được khá đổ đấy. Bây giờ mình sẽ làm cái lò nung nhá, bàn chế tạo ở đây có rồi này. Nó làm cái lò nung, hai cái lò nung đi, hai cái lò nung. Mình sẽ bên nung cái này trước. Đó nung cái dây điện, bên nung nung sắt đi. Nung thực ra cũng chẳng cần nung sắt đâu, chỉ cần nung dây điện thôi, để nung vàng đi kệ các bạn ạ. Đó mình sẽ làm thêm cái lò nung nữa đi để nung sắt nữa. Ok rồi, bỏ gỗ ở nung luôn. Đó mình thiếu gì gỗ đâu nhé, thừa gỗ mà. Đó, ok rồi. ok bây giờ mình cần thêm than không, nào có cần thêm than không nhỉ, không biết quanh đây có than không. À, đây có than, đây đây chỗ này có than đấy các bạn ơi. Dậu cho xin ít than nào. Đấy nini cộng với cái cuốc vàng này đào khá nhanh luôn các bạn ạ, đào cực kỳ chất lượng luôn. Bỏ thêm than vào đây đi. Rồi chết, cái này thiếu than này. Đấy thêm một viên than bên này nữa. Ồ hợp lý luôn. Rồi có dây điện rồi. Bây giờ mình sẽ làm cái khoan đúng không, khoan kim cương cần gì đây. Ồ, gỗ à, chết rồi thiếu gỗ. Đấy thiếu gỗ thì lấy gỗ có gì đâu, easy các bạn ạ, cực kỳ đơn giản luôn. Rồi vậy là có khoan kim cương các bạn ơi, đã có khoan kim cương. Để thử phụ ma xem có gì ngon không nào, mong rằng đừng có thu thập chuẩn là được. Ôi trời ơi cay tên hờ, mèo béo mồm thối rồi. Tiếp tục cái thu thập chuẩn là một trong những cái phế vật nhất luôn các bạn. Thôi kệ dùng tạm mà chứ biết sao giờ, cũng may là mình không định đào kim cương, đào cái này thì cũng được. Mình đâu có cần thu thập chuẩn đâu, trời ơi cũng may là mình đào hết kim cương rồi, hết vàng các bạn ạ, không sao. Đấy mấy cái này không cần lắm rồi. Vậy đủ này, đủ đủ để ô thiếu à, ở đây đây may quá cứ tưởng thiếu. Để mình chế cái giáp đi, làm cái giáp giáp vàng xem như nào. Mình sẽ để cổng, mình xây cổng đây đi, đập bớt cái này đi, đập bớt cái lá đi cho đỡ vướng các bạn ạ. Nhìn cái lá này vướng quá. Hey. Bỏ bớt cái này đi. Gỗ kia cái thứ bỏ hết, bỏ hết. Đập. Ơ mà chính ra mình không thấy có dã nhân gì nhỉ? Trời tối rồi mà quanh đây không thấy có dã nhân gì luôn này. Hey, kỳ lạ ta. Bình thường cái giờ này là có nhiều dã nhân lắm các bạn ạ. Mình sẽ xây nó lươi một tí. Rồi thêm đất đi.
cho thêm đất các bạn ạ. Rồi đây này, đó, làm cái cổng địa ngục ở đây. Hey hey, 1 2 1 2 3. À, chết đủ này, không biết đủ chưa nữa. Chết rồi, chắc là đủ rồi, không chắc là đủ rồi đấy. Ờ, hình như là đủ rồi phải. À, thiếu một ô. Đây, rồi, bên đủ này. Đó, ok. Lên. Rồi, đủ các bạn ơi, xong. Rồi, bây giờ chúng ta có cái cổng này. Cho tôi về, từ xem có đồ gì không. À, có kèn này, có rác không. Xem có rác kim cương không. Ôi, đỡ khỏi chế giáp luôn, các bạn, may quá. Chủ mát cho mình sẵn giáp rồi, đỡ khỏi mất công chế giáp luôn. Ngon luôn, hợp lý luôn. Được của nó luôn các bạn ơi. Rồi, cái này là cái gì đây? Súng tiểu liên à? Chắc là không cần đạn súng ngắm, chứ là súng nhắm à? Mình nhớ là súng ngắm ta, súng ngắm mà sao lại nhắm ta? Thức ăn là bánh mì được rồi, gà được rồi. Cái này là tăng sát thương tầm xa được, ok, ngon đấy. Ui, không có quà sao nhá. Không có không có quà sao nhá. Càng đấy, càng đấy, càng đấy. Không có quà sao các bạn. Ui. Ui. Cái map này không cho dùng quà sao các bạn ạ. Ui, căng nhá, căng nhá. Cái map này không cho chúng ta dùng quà sao. Ok luôn các bạn ơi. Chết là hết nha, chết là phải về lại ban đầu luôn. Ui, thế thì nó lại hơi bị ban căng đấy. Được, thử thách bản thân phết nhở. Ok luôn, mình từ mình thấy đứng chỗ nào nó bớt nguy hiểm cái nhở. Ủa mà mình lúc nãy mình bị con gì giết đây? Ủa? Lúc nãy mình bị con gì giết các bạn ạ? Không biết luôn. Được đấy, được đấy, được đấy. Càng đấy, càng đấy. Được của nó các bạn ạ. Khá là nguy hiểm đấy. Rồi, mình sẽ cắn gà trước này. Tăng sát thương tầm xa này. Ok luôn. Rồi, triển thôi. Phải hết sức cẩn thận các bạn ạ. Mình sẽ xài nhân vật Laura. Đó, từ Laura chẳng may có mất máu ấy thì còn một máu các bạn ạ. Laura nó khả năng kiểu như triệt tiêu sát thương ấy. Ok, mình để tầm nhìn vừa này. Tầm nhìn vừa chuẩn rồi. Nó Laura level 2 là không sợ chết đâu. Nó kiểu nó bị triệt tiêu sát thương. Ok, để có súng ngắm nào. Ui, súng ngắm lên thanh luôn. Ui, súng ngắm lên thanh luôn. Đồ của nó quá nhở. Wow. Nhưng mà cái đam nó hơi lệch. Cái tâm nó hơi lệch tí các bạn. Tâm lệch quá, lệch quá, lệch quá. Cái tâm này khá lệch các bạn ơi. Nhìn này. Hey. Ủa, nó tâm nó lệch tí đâu ấy các bạn. Tôi đổi xuống, xuống. Ủa gì ấy? Súng bị phế vậy? What the hell? Súng bị phế vậy? Bắn đạn đến đâu ấy các bạn ạ? Cái nhìn cái tâm này, cái tâm nó to như cái mâm này. Ôi, cái súng tiểu liên gì mà cái tâm nó to như cái mâm, bắn cái gì? Ê, cũng không sao, đam khá to, ok, ok. Mặc dù bắn nó không được mượt lắm nhưng mà các bạn ơi, cái gọi là cái đam nó khá là to, bắn nó khá nhanh luôn. Wow, đam to phết đấy chứ nhở? Nhìn này, bắn mấy phát là con rồng gần chết rồi các bạn ơi. Đó, cũng được đấy chứ. Ok, tiêu diệt rồng khá là dễ các bạn ạ. Nhặt đồ. Ó, bê lên cái gì rồi? Bê lên trên này có cái này mà quên mất. Đấy, lên. View, đập. Ok, rồi. Bây giờ mình sẽ ra ngoài mình lấy cái kèn. Mình quên không lấy kèn các bạn ạ. Đâu, đường nào nhỉ? Đây, đường này đúng không? Qua lấy cái kèn đó. Rồi. Để qua lấy cái kèn các bạn ạ. Lên. Ok luôn, một cái kèn này, hai cái kèn này rồi. Lấy cái kèn nó gọi rồng các bạn ạ. Đi thôi. Cái mơ chơi mắt này phải hết sức cẩn thận các bạn nhá. Chết là về luôn đấy, là về lại ban đầu luôn, về mặt đất luôn. Nguy hiểm lắm các bạn ơi. Không phải dạng vừa đâu. Lên. Ok, ui chết. Lên. Ui, mất máu, mất nhiều máu phết được. Ui, lên khó thế. Ê, bắn đây này. Rồi ok. Chú ý chạy này. Tê, cái mi, ok, rồi, rồng rồi. Rồi, đây, rồng. Né, ui, may quá, cái thấy chưa. Còn 10 máu kia ở đó. Quả đấy mà mình không xài Laura ấy, là mình đi rồi, các bạn ạ, là mình chết chắc luôn rồi. Nhưng mà nhờ có nhân vật Laura level 2 mà mình không chết quả đấy các bạn ơi. Cực kỳ may luôn đó. Laura level 2 là một cái bảo hiểm cực kỳ quan trọng luôn. Bạn nào có điều kiện thì nên đầu tư một con nhá. Đó, nó giống như kiểu bảo hiểm ý. Đấy, nó giúp cho mình né được mạng chết luôn. Ok, mình cẩn thận hơn mới được. Ui, súng là khỏe phết chứ. Mặc dù bắn chậm ấy, bắn chậm nhưng mà đam nó khá là to luôn này. Bắn như kiểu súng bắn bò luôn các bạn ạ. Cắn búp bò, cắn búp, hồi máu. Đấy, tăng sát thương tầm xa này. Rồi ok, rồi. Lên, thử này nào. Ui, cái này cũng khỏe phết chứ này. Bắn không tâm luôn này, nhưng mà yếu, mình thấy không khỏe bằng cái kia. Mình thấy nó không khỏe bằng cái súng kia. Ui, chạy. Nó không khỏe bằng cái khẩu này. Mình thấy cái khẩu này vẫn khỏe bạn ạ. Đấy, bắn khá ok luôn. Chất lượng cao phết đấy.
bắn này chất lượng cao chứ này, bắn này bắn rồng như bắn bò luôn. Trời ơi, con rồng gần hẹo rồi các bạn ơi, dăm ba con rồng, tuổi gì đó. Bắn rồng như bắn bò thật, rồng này. Có dung nham đâu ra vậy? What the hell? Không hiểu sao có con dung nham đâu ra các bạn, là sợ thế. Đồ rồi. Này, bắn súng ngắm không tâm luôn. Bắn súng ngắm không tâm luôn các bạn, may thế. Ui, quả đấy tí nữa thì mình chết còn thế không đó. Suýt nữa thì mình chết phát đấy rồi đấy, nhưng mà nhờ có Laura level 2 đấy, lại tranh thủ quảng cáo các bạn ạ. Quảng cáo Laura level 2 các bạn nên đầu tư thử nhá. Đó, mặc dù là mình không được nhận lương đâu, mình không hề được nhận lương từ Minua, nhưng mà mình vẫn quảng cáo cho Minua. Các bạn thấy có tâm không đó? Các bạn thấy có tâm không? Mặc dù là tôi không được nhận lương từ Minua nhưng mà tôi vẫn quảng cáo cho Minua đấy. Chưa thấy có ai có tâm như mèo béo luôn. Ok, bắn chơi luôn. Dăm ba con rồng, dăm ba con rồng này. Ui, chết né may quá, tí nữa thì nhảy vào lava hết hồ con trồn. Hey, tí nữa thì nhảy vào lava các bạn ạ. Ui, cháy. Ui, khiếp quá. Ok rồi. Nào, bây giờ chơi rồi, chơi mày luôn. Sợ gì, tuổi gì thành vai. Làm gì được nhau. Né tiếp. Tuổi gì. Dăm ba con rồng. Né luôn các bạn ơi. Tuổi gì. Rồi. Hey. Ui, lửa đích kinh thế nhở. Đâu rồi. Là gọi cả cung thủ lưu anh ra thế này, căng thế. Ui chết, cháy. Đau ấy. Đâu rồi. Nút đâu rồi? Ủa? Đâu rồi? Giống đâu ấy? Chết tớ là đội thủ à? Ủa? Đâu rồi? À đây. Tại đội thủ là lại xài phép đội thủ rồi. Rồng này. Né. Nói chung là cái súng này bắn khá là đam, khá là to các bạn ạ. Bắn nó cực kỳ đã luôn, mặc dù bắn hơi chậm thôi. Cái súng này mà bắn nhanh miếng thật đấy, chắc tầm khoảng 20 giây trước con rồng thật luôn, xấy một băng đạn con rồng chết luôn, không có cửa nào con rồng sống luôn các bạn ạ. Đây, hồi máu cái này. Pa súng ngắn thanh, mình thấy cái súng ngắm nó còn yếu hơn cả Tiểu Liên các bạn ạ. Chả hiểu cái gì luôn. Ui, tí nữa nhảy vào lava hết hồn luôn. Rồng ba, tuổi gì. Ok luôn các bạn ơi. Rồi, thì nói chung là cái map này chơi cũng được, chơi cũng khá là thú vị đó. Nói chung là nó không phải nhàn quá, cũng không khó quá, tầm vừa các bạn ạ. Các bạn nên trải nghiệm thử các bạn nhá. Đó, map sinh tồn trên đầu Naruto trang trí khá là ổn luôn. Ok, video xin phép được kết thúc đấy thôi. Các bạn thấy video này hay và thú vị, đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ video cho bạn bè, và đừng quên nhấn đăng ký và chuông đăng ký ủng hộ mẹ Pèo các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.